Theo đó, đến năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 32,5 triệu m2 sàn, tăng thêm hơn 5,3 triệu m2 sàn so với năm 2021. Trong đó, nhà ở xã hội đạt khoảng 290.000 m2, nhà tái định cư khoảng 126.000 m2, nhà ở thương mại khoảng 2,04 triệu m2 và nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng trên 2,9 triệu m2. Qua việc nâng cao chất lượng xây dựng, quy mô và giá trị đầu tư, tỉnh phấn đấu nhà kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 98%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ và giảm tối đa nhà ở thiếu kiên cố. Từ kết quả này, diện tích nhà ở toàn tỉnh bình quân đạt 25,5 m2 sàn một người, trong đó đô thị đạt khoảng 26,5 m2 sàn một người. Trong cơ cấu nguồn vốn đến năm 2025, tỉnh dành ngân sách hơn 66 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội. Số còn lại hơn 48,7 nghìn tỷ đồng được huy động từ vốn tư nhân, bao gồm doanh nghiệp và hộ gia đình.